Shop hàng nhiệt độ điện xin kính chào các bác. Hôm nay em vừa về rất là nhiều hàng máy lọc khí và hút ẩm thì lên sóng để phục vụ các bác nhé. Ở đây hiện tại thì em đang có 4 cái con Daikin MCK70. Đấy, cũng đã làm rất là đẹp rồi, hình thức đã rút tết cho nó long lanh để các bác sẵn dùng thôi. Đấy. Mấy con MCK này các bác nhé, đẹp long lanh này, hai ba con này màu cà phê này. Đấy, con này màu trắng, tất cả màng bọn này thì thay mới rồi. Em sẽ lên sóng từng con lên đây quay để các bác nắm được. Đấy, bọn này hiện tại đang bán là 4,2 triệu các bác nhé, giá 4,2 triệu. Đấy, rồi nó là tiếp theo là những cái con lọc không khí sáp WKCI45 này, rất là đẹp, dùng cho phòng khoảng 30m² chuột đổ lại. Bọn này thì dùng cho phòng 50m đổ lại các bác nhé. Đấy, 2,1 triệu, rất là nhiều lọc sáp như con to 70W. Đấy, có 2,3 triệu, rất là nhiều luôn. Đặc biệt em vừa về chụp con hút ẩm các bác nhé, chụp con máy hút ẩm, toàn bộ máy đẹp, long lanh. Công suất hút ẩm thì những con ở đây thì dao động từ 14 đến 20 lít. Máy toàn bộ điện 220V hết, rất là tiện luôn. Đấy, rất là tiện nhé. Đây. Nhưng mà bọn này giá thì sẽ đắt hơn những cái con điện 220 này thì 2,9 triệu thôi. Nhưng mà bọn này thì toàn từ dao động 4 triệu hơn 4 triệu hết ạ. Đấy. Sắp xỉ 4 triệu cho nên hơn 4 triệu. Đấy, sẽ có clip lên sóng từng con một cho các bác nhé. Đây là hai con Hitachi này. Máy rất là đẹp nhé. Đây là Panasonic này, Mitsu có 4 con, 1 2 3 4. Đây, con này Whirlpool, con này Sharp. Pana. Bên này đây rất là nhiều máy lọc khí sáp, những cái con